Ok. Rồi nó lại người đang đang vừa nghỉ mọi người nghỉ này thấy nó không chuyển động gì hết đúng không? Người ta tạm thời nó vậy. Hoặc là động mới là nó chuyển động. Nhưng vấn đề là chuyển động như thế nào thì khối lượng mới thay đổi. Bây giờ nói nè. Thì rõ ràng người ơi, vì một trừ cái phân số dưới mẫu, cái đấu dưới mẫu này nhỏ hơn một. Đôi bạn nghĩ là một phần này lớn hơn một hay là m luôn lớn hơn không gì? Ok, nhưng vấn đề là gì mọi người ơi? Đây là tỷ số chia xe bình. Mà nói lại nha, thằng xe bình này là 10 mấy rồi. 10 mũ mấy à? 8 bình phương của ấy. 10 mũ 16 là ít nhất đúng không ạ? Vậy thì dẫn đến nếu như mà mình di chuyển với tốc độ bình thường của mình có vài mét trên giây hoặc là vài km trên giờ thì con số này và con số này nó chỉ là bao nhiêu không? Nhiều không? Quá nhiều. Nghĩa là cái phần tốc mình vẫn quá nhỏ so với xe. Đúng không ạ? Và khi vận tốc quá nhỏ nhưng mà học giới hạn rồi đó thì cái tỷ lệ mà như một khi vô cùng mà mấy này bằng bằng không không? Nghĩa là pháp sĩ mà lũng bằng bằng mấy luôn bằng không. Ok ha, và điều này mọi người chỉ đúng khi nào bạn, nếu như vận tốc của vật chuyển động cực kỳ nhanh, ví dụ như vận tốc của các thiên thể rồi một trường cái tàu vũ trụ đổ kiểu đó, hoặc là các phân tử nguyên tử chuyển động thì mình mới áp dụng điều này. Đúng không ạ? Ok, chỉ có khi nào vận tốc nó rất là lớn á, nó cỡ C, mười vận tốc là cỡ C, cỡ 10 mũ á, cỡ 8 không? Cỡ 10 mũ 6, mũ 7 á thì mình mới áp dụng cái này nè. Chứ còn lại á, giá trị lớn không? Chút xíu mà đúng không? Cái V xíu xíu trên phía xe mình quá lớn. Ok, mọi người nhớ cái vụ này á bạn. Ok, thì cái này nó cũng không dừng lại đây nữa mười, mà thuyết của ổng còn nói liên quan đến không những khối lượng nó thêm nha, chiều dài cũng thay đổi luôn. Chuyển động càng nhanh thì chiều dài càng lớn. Ví dụ bây giờ mình 1m8 thì ra vẫn mình cao thành 180m cũng được nữa thôi. Khi mà L bằng L không chi vậy này, cũng là căn của 1 trừ B bình trên C luôn. Ok, mọi thứ đều có tính chất tương đối hết các bạn, tùy vào tốc độ mình chuyển động như nào, khối lượng và chiều dài khác nhau thì tôi mới gọi cái thuyết này là thuyết tương đối kẹp của Einstein thôi mọi người. Đúng không ạ? Ok ha. Và với năng lượng của mình á là năng lượng toàn phần này, phần M sẽ bình, thì năng lượng toàn phần này nó sẽ bằng năng lượng lúc nghỉ, nhưng đố biết mình phải cộng thêm gì nữa, nó khác gì không? Nó khác cái sự gì? Chuyển động. Mà chuyển động của mình gọi năng lượng nó là gì vậy? Nó là động năng ca. Ok, vậy thì E của mình bằng năng lượng nghỉ cộng với động năng. Thằng ca là động năng. Rồi cái trong đó chú ý khỏi ghi. Bây giờ mình qua phần đơn vị. Rồi bây giờ mình cùng nhau đưa ra một vấn đề giải quyết chung với nhau. Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Rồi chốt cho mọi người. Vậy mình chỉ cần giới thiệu sơ thôi. Phần mình chỉ cần giới thiệu nước thôi chứ không gì hết. Rồi bây giờ quan trọng là bây giờ ngó. Trong hạt nhân mình có hạt gì đây? Proton và gì các bạn? Nơ trong đúng không? Bây giờ có nội dung như thế này. Bây giờ mình có hai hạt proton đứng kế nhau. Rồi ok. Rồi bây giờ nghe nè. Mình có hai hạt proton đứng kế nhau đúng không? Đúng bạn. Ok rồi. Okay. Như vậy nói mình. Vậy đối với lại thực tế proton mang điện gì? Dương ok. Vậy hiện tượng là khi để hai proton này gần nhau sẽ có hiện tượng sẽ ra. Nó có lực chứ bạn. Ok, nó có lực gì vậy? Lực. Lực đẩy. Ok ha, người còn nhớ cái lực đẩy này gọi lực đẩy gì không? Lực các bạn. Lực Coulomb. Đúng không? Công thức là gì ai nhớ này? F Coulomb bằng gì các bạn? Bằng gì ta? K nhân cái gì các bạn? Trị tuyệt đối của Q1, Q2 chia ra gì? R bình. Nghĩa là nếu như cái khoảng cách R này mà càng nhỏ thì cái lực này sẽ càng gì? Càng lớn. Đúng không? Cái nhân vấn đề gì các bạn? Về vấn đề trong một cái hạt nhân mấy proton có đứng lẻ lẻ trong ra nó có bị đẩy ra xa nhau không? Không. Mấy proton như thế nào bạn? Ví dụ hạt nhân này đi, proton và neutron. Vậy trong hạt nhân này có một hiện tượng là gì? Proton nó đứng lẻ không? Không. Nó đang bị gì bạn? Liên kết. Đúng không? Mọi người thấy nó nghịch lý với cái việc rằng là hai proton nó đang cùng dấu thì phải đẩy. Vậy thì mắc cái gì vô hạt nhân nó liên kết được? Rõ ràng không? Các bạn hình dung vấn đề không? Ok ha. Nó đang đẩy gì mắc vô hạt nhân liên kết. Và người ta nghiên cứu và người ta giải thích được nghe mọi người nghe mọi người. Nếu như hai cái proton mà mọi người ok ha, càng vô lực càng mạnh đúng không?
Vậy thì càng gần nhau mình muốn ép chặt nó thì lực mình càng phải sao bạn? Phải lớn. Ôi trời ơi, và ép cố gắng hết cỡ. Khi mà nó ép được tới một cái khoảng cách vào cỡ 10 mũ trừ 15 mét. Nhớ được vậy em, gọi là một gì nha. Một gì á? Một phép tô mét thôi. Đúng không? Ôi trời ơi, nếu như nó tới cái khoảng năng, cái khoảng cách đó cỡ 10 mũ trừ 15 mét này nè mọi người, thì dẫn đến người ở giữa này xuất hiện một lực mới lạ. Và cái lực này mọi người khiến cho hai hạt nhân, hai cái proton này như vậy nhau vậy, gắn chặt vào nhau hơn. Ok ha, và cái lực này đố mọi người biết lực này mạnh hay nhẹ. Nó phải thắng là cả luôn lực kia đây. Lực lâu mọi người. Ok mọi người, và cái lực mà liên kết hạt nhân này nó chỉ nằm trong tầm nhỏ hơn cái này thôi. Ok các bạn, và người ta gọi cái này với tên gọi là lực hạt nhân. Và vì cái lực này quá mạnh nha mọi người, ok, là một trong những lực mạnh nhất vũ trụ mọi người sẽ gọi nó với cái tên gọi là lực tương tác mạnh. Đúng không ạ? Ok nha mọi người, mọi người ghi gạch trên mình cái này. Lực hạt nhân là lực hút rất mạnh của lúc đó mọi người trong một hạt nhân. Đúng không ạ? Lực là một lực hút rất mạnh nha mọi người. Đặt chân mình là lực hút rất mạnh của các nút lông. Rồi, đặc điểm là gì? Mình có hai đặc điểm như sau. Rồi, mình có hai đặc điểm như sau các bạn. Đó là đặc điểm gì? Cái vấn đề ở đây á, đó là cái lực này nó không phải lúc nào cũng tồn tại. Nó phải cỡ nhiều rồi, khoảng cách nó phải cỡ nhiều. 10 vũ trụ ấy, 15, ok ha. Nên đặc điểm nhất người ta bán kính tác dụng người. Bán kính tác dụng phải nhỏ hơn 10 vũ trừ 15 mét. Bán kính tác dụng nó phải nhỏ hơn 10 vũ trừ 15 mét. Và cái lực này có phải lực tĩnh điện không? Phải không? Có phải lực tĩnh điện không? Phải không? Phải không? Không, nó không hề lực tĩnh điện. Lực tĩnh điện thì nó phải đẩy chứ. Lực lực hút mà nó phải lực tĩnh điện không mày? Không, mà cái ý thứ hai người khác bản chất với lực tĩnh điện. Khác bản chất với lực tĩnh điện. Nha, khác bản chất với lực tĩnh điện, đặc điểm thứ hai. Thứ ba người còn gọi là lực tương tác mạnh. Rồi mình gọi nó là lực tương tác mạnh nha mọi người. Rồi chưa? Ok rồi, hoàn toàn mình thấy được bộ nghịch lý đúng không? Đáng ra đang đẩy nhau, nhưng mà nếu như mình cố gắng ép chặt vô á tới cỡ 10 mũ trừ 15 chỉ thành lực hút không? Vậy đố người biết là giờ muốn biến đổi từ hạt nhân này thành hạt nhân khác đúng không? Thì mình phải thay đổi số gì? Số proton. Vậy bây giờ cái việc mà mình muốn cắt đôi proton nó khó không? Hai proton liên kết nhau mình muốn cắt nó khó không? Khó. Bởi vì ít nhất nó phải thắng được lực gì? Lực có thể mạnh không? Ít nhất nó phải thắng được lực này nhưng mà lực này siêu lớn đúng không? Okay không? Hoặc bây giờ mình muốn nhập hai proton lại với nhau đúng không? Muốn một cái chất từ 3 proton lên 4 proton đi. Muốn có thêm một proton nữa. Vậy thì cái lực, cái năng lượng mình cần để ghép proton lại khó không? Cũng khó luôn. Vì ít nhất nó phải thắng được lực gì vậy? Lực của lâu và phải đưa nó về tới cỡ 10 mũ trừ mấy bạn 15 mét. Ok à, nên do đó các phản hạt nhân thông thường á, người ta luôn luôn nói một điều rằng là gì? Phản hạt nhân về mặt năng lượng nó như thế nào so với phản hóa học này? Lớp rất nhiều. Bởi vì thứ mà nó thắng á, nó không còn là lực bình thường nữa, mà nó là lực gì bạn? Lực tương tác mạnh. Ok rồi, ok à. Thằng hóa học á, thì nó chỉ có một điều á, là electron nó di chuyển từ chỗ này tới chỗ khác thôi đúng không? Còn của mình bây giờ là phải làm sao để mình thắng được cái gì bạn ơi? Cái lực tương tác mạnh này. Các bạn hình dung vấn đề không rồi? Ok ha. Rồi, thì kêu là gì đây? Mọi người đây tổng quan tất cả về cái lực hạt nhân này. Thì ra trong tự nhiên của mình có bốn loại lực. Nhất là lực tương tác mạnh, lực hạt nhân. Thứ hai mình có lực tương tác yếu, cái này chưa học, từ từ học sau. Thứ ba là lực tĩnh điện, học chưa? Nó này. Và thứ tư là lực hấp dẫn. Đó là bốn loại lực cơ bản trong vũ trụ mình. Ok, và lực tương tác mạnh mọi người là lực cực kỳ đặc biệt nha, nó sát
phát hiện ở trong hạt nhân người. Ok các bạn. Rồi bây giờ qua phần thứ hai gì mà khối lượng hạt nhân mọi người. Rồi khối lượng hạt nhân 1U. Nãy mình cũng nói rồi mọi người, 1U ha, hay gọi là atomic unit á, nó là AMU. Đúng bạn. Ok à, thì 1U của mình á nó xấp xỉ cỡ 1,66055 nhân 10 mũ trừ 27 kg. Ok mọi người. Rồi bây giờ tuy nhiên mình còn một cái đơn vị lạ nữa chưa dừng lại ở đây các bạn, thì có đơn vị xíu nữa. Rồi bây giờ mình có E bằng M7 đúng không? Đúng không? E bằng M7 đúng không? Vậy từ đây suy ra được khối lượng M sẽ bằng gì? M bằng gì các bạn? E chia cho gì các bạn? 7 ok ha. Và khối lượng của mình nó còn xấp xỉ một con số rồi mọi người. E là năng lượng đúng không? Thì nó có thể là xấp xỉ 931,5 mega electron volt chia cho C sắp xỉ rồi. Số này là gì, tính trong bài nó kỹ hơn. Sắp xỉ 935 mega electron volt là được nè, chia sao rồi. Rồi ok nha mọi người, ok ha. Rồi bây giờ qua phần tiếp theo các bạn, là độ hụt khối của hạt nhân. Rồi ok, vậy đến độ hụt khối hạt nhân bây giờ mình sẽ có một cái yếu tố là bây giờ mình sẽ xét một cái hạt nhân đi. Ví dụ như tuần trước mình học thí nghiệm về gì vậy, tuần trước học thí nghiệm về hạt gì ta, nhớ không? Cái hạt gì vậy, bắn phá của hạt gì vậy? Alpha đúng không? Bản chất alpha là hạt gì? Nó là hê các bạn, heli đúng không? Heli mình có số điện lực 42, nghĩa là nó có mấy proton, mấy neutron đây, hai proton và gì bạn, hai neutron. Ok rồi, bây giờ ta làm một việc như này mọi người ơi, bây giờ người ta đem tất cả cái này vô một cái cân đo mọi người. Ok rồi, đây cân đo đúng rồi, rồi cũng cân đo rồi. Ok bây giờ ta làm cái gì, bây giờ coi mọi người. Ok à, bây giờ ta làm, người ta cân khối lượng của tất cả những cái hạt này ha. Bây giờ thứ nhất, phía cân đo bên này người ta làm một việc á, là người ta đặt lên trên đó những hạt proton, một hạt, hai hạt, ba hạt, đó là một hạt nơ trong với lại hai hạt nơ trong đúng rồi, như những hạt này tách đi lẻ ra. Còn phía cân đoàn bên kia mọi người, thì người ta đặt một cái tử heli lên, rồi đặt heli lên, và trong heli này có gì, một nơ, hai nơ gì đó này, một pro gì đó, hai pro, ok không? Đúng rồi, ok rồi, đúng rồi, hai hạt nhân heli rồi. Rồi ok, kích thước như nhau thì đố mình biết hai cân như thế nào không? Nó sẽ như thế nào nha? Bình thường đúng không? Bây giờ theo các định luật đại học thì nó như thế nào? Xong đi bắt gì ổn rồi, xong đi đấy. Ừ, nhưng mà đúng đúng đây, ví dụ bạn nào đi, bây giờ có hai nơ hai rồi đúng không, bên kia heli cũng hai nơ hai rồi luôn, vậy đáng ăn hay như nào nhau? Bình thường đúng không, khối lượng mới đổi không? Không, khối lượng cân trái không phải như nào nhau, bạn bằng nhau đúng không, đúng không? Gì vào tại khối lượng được độ kiểu khối lượng như nhau với hai gì á, ok không? Rồi nhưng vấn đề là gì mọi người, với dự đoán ban đầu người ta thấy vậy là khối lượng bằng, nhưng cái vấn đề là khi người ta cân thiệt thì điều xảy ra là gì,
người ta thấy bên nào nặng hơn đổ đi. Bên phải. Bên hay lên. Bên nào bên phải bên trái. Phải. Ok, bên trái nặng hơn. Ok, bên trái nặng hơn. Và vì sao lại xuất hiện hiện tượng bên trái nặng hơn bên phải? Đúng không? Vì sao bên trái là nặng bên phải? Nó không phải là do gì hết trơn rồi đó. Có bản chất mà nó không proton nó trong nghi chang vẫn còn nghi chang thì như vì sao bên trái nặng bên phải? Vì sao? Vậy muốn biết vì sao đúng không? Mình mới biết coi là bên trái bên phải khác nhau gì. Khác gì? Nó khác cái gì vậy? Bên trái thì nó lẻ tẻ, còn bên phải nó có yếu tố gì? Nó có yếu tố gì bạn? Liên gì bạn? Liên liên kết với nhau đúng không? Đúng rồi. Ok rồi, nghĩa là bên trái thì lẻ tẻ nhưng bên phải liên kết. Nhưng người đặt câu hỏi này, liên kết từ đâu? Liên kết từ đâu đây? Từ đâu ra bạn? Ok ha, đúng rồi, từ đâu ra rồi. Ok, vừa coi rồi. Okay. Vậy bây giờ đây là tổng khối lượng của các lục lông nha, mình gọi là khối lượng của các NU cờ là ông nha mọi người ơi, khối lượng lục lông. Còn đây là tổng khối lượng của các hạt nhân, mình gọi là khối lượng hạt nhân X. Đúng rồi, vậy rõ ràng là kết luận rằng khối lượng lục lông khi đặt riêng lẻ như thế nào với nguyên tắc chất nó lớn hơn đúng không? Nghĩa là khối lượng mà khi mình liên kết với nhau nó được tăng lên hay nó bị giảm xuống? Nếu mà liên kết nhau thì khối lượng tăng hay giảm xuống vậy? Giảm. Và nguyên nhân giảm là do gì? Đó là do các liên này liên kết. Vì hỏi người nè, nó đang lẻ tẻ vậy thì năng lượng đâu ra mà nó liên kết, đúng không? Cho nên nó phải làm gì người? Nó phải trích một phần khối lượng ra. Bởi vì mình có thể thức gì? Năng lượng khối lượng không? Nó trích một phần khối lượng làm cho có một miếng khối lượng này vô thì dẫn đến mình tạo được cái năng lượng là E bằng mc bình luôn. Và chính cái sự giảm khối lượng này mọi người ơi, nó sẽ tạo ra liên các bạn, liên kết. Và năng lượng nó từ đâu ra? Từ cái độ giảm khối lượng, nó lấy một phần năng lượng nó ra. Đúng rồi, nó lấy một phần khối lượng ra để chi các bạn? Để tạo năng lượng liên kết. Ok mọi người, và cái sự giảm khối lượng này mọi người, khi mà liên kết lại nhau á, nó giảm khối lượng như vậy thì người ta gọi cái hiện tượng này là hiện tượng hụt khối. Ok không? Vậy nguyên nhân hụt khối là do cái gì? Do liên các bạn, liên kết. Nghĩa là nó giảm khối lượng để lấy cái phần giảm đó tạo ra năng lượng E bằng mc bình. Đúng rồi, và năng lượng đó dùng để liên các bạn, liên kết. Ok mọi người, rồi mọi người liên mình các bạn ơi, vậy khối lượng hạt nhân X mình ký hiệu là mx rồi. Khối lượng hạt nhân X mình ký hiệu là mx. Khối lượng hạt nhân X mình ký hiệu là mx. Khối lượng nucleon mình bao gồm là khối lượng proton á. Khối lượng proton thì trong một chất mình có Z proton đúng không? Vậy khối lượng proton là gì? Z lần m gì? Z lần m. Rồi khối lượng nơ trong thì sao rồi? N đúng không? Mà N thì bằng A trừ gì? A trừ trừ Z phần M N. Rồi tổng khối lượng của các nút lông là nguyên nấm này. Cái này là tổng khối lượng nút lông rồi đó. Nó là tổng khối lượng nút lông. Tổng khối lượng con vừa lấy 2 thì cậu lấy nhau. Và khi liên kết khối lượng của mình sau hạt nhân thì bị giảm xuống. Đoạn thế hạt nhân khối lượng giảm xuống nè. Và cái độ giảm này người ta ký hiệu là delta M mọi người. Và delta M này người ta gọi là độ hụt khối. Độ khối delta M. Ok, được rồi, được rồi, các em hình dung vấn đề mọi người. Ok chưa? Vậy dẫn đến một điều rằng mình tóm lại, mình ngó lại lần nữa nè mọi người. Ủa vậy thì rõ ràng rằng là nắp gì khi liên kết giảm khối lượng, nó lấy phần khối lượng nó ra tạo gì bạn? Năng lượng E mà sẽ bình không? Ok rồi, nên dẫn đến đây mọi người, mọi người hoàn toàn đố rồi biết năng lượng liên kết của mình sẽ đến như nào. Năng lượng liên kết này lấy từ đâu ra? Lấy từ cái độ giảm khối gì?
khối lượng đúng không? Nó bằng M7. Thì thay vì M7 thì đây chính là delta gì bạn? Delta M đúng không bạn? Lấy cái phần giảm này nhân cho gì? C bình phương. Ok. Rồi công thức năng lượng liên kết hạt nhân luôn này. Delta M nhân C bình phương. Ok. Cái sự giảm khối lượng này là độ hụt khối nha. Độ hụt khối. Rồi ok, năng lượng liên kết riêng, năng lượng liên kết này mọi người, đó là do sự hụt khối mà ra. Ok không? Nhưng bây giờ còn một cái nữa là bây giờ nè. Đó là nói là toàn thể hạt nhân, nhưng mà một chất nó có nhiều nucleon trong chỗ không? Có đúng không? Thì bây giờ mình tính trung bình đi, mỗi liên kết nucleon nó có năng lượng là bao nhiêu? Bây giờ hỏi, một chất có tổng cộng bao nhiêu nucleon? Có mấy nucleon trong chất đó? Mấy nucleon? A lớn nucleon không? Ok rồi. Và bây giờ mình có một khái niệm gọi là năng lượng liên kết riêng cho từng nút lòng. Ok bạn. Rồi, năng lượng liên kết riêng mọi người. Năng lượng liên kết riêng là năng lượng tính bình quân cho một nút lòng các bạn. Và năng lượng liên kết riêng ghi công thức cho mình nha, trong đề cương nó không có này. Năng lượng liên kết riêng ký hiệu là epsilon E bằng năng lượng liên kết nhưng tính trung bình cho một nút lòng á là chia gì biết không? Chia cho A. Và năng lượng kết riêng này nó sẽ đặc trưng như một tính gọi là tính bền vững của hạt nhân. Năng lượng liên kết riêng nào càng lớn thì càng bền vững các bạn. Năng lượng kết riêng càng lớn thì càng bền vững. Rồi cái mùi dấu sơ đồ. Đố biết chất nào năng lượng kết riêng lớn nhất? Trong các chất này nè, trục năng lượng kết riêng nha, năng lượng kết riêng của chất nào lớn nhất vậy? Cái nào bạn? Là lớn nhất nha, năng lượng kết riêng trục tung mà. Cái nào năng lượng lớn nhất vậy? Ok bè, đúng không ạ? Cái nào năng lượng nhỏ? Cái đám mà số khối bé không? Lithium, barium, boron đủ kiểu. Đúng không? Nhưng mà người coi đi, những hàng số khối quá lớn thì năng lượng kết riêng nó mạnh không? Nó cũng yếu luôn. Đúng không? Vì sao vậy? Số khối quá trời thì chia nhau thì năng lượng kết riêng nhỏ nhỏ rồi. OEA thì dẫn đến điều rằng là những nguyên tử nào có năng lượng liên kết riêng mạnh nhất nằm đâu? Giữa đúng không? Mức trung bình. OK chưa? Và dẫn đến những cái chất mà giữa này mọi người, OK rồi, thì những chất đó rất là khó mà bị phá hủy. Đúng không? Nhưng với những chất ví dụ như là urani, urani mọi người biết chất này gọi chất gì không? Chất phóng xạ. Đúng không bạn? Bởi vì sao phóng xạ được? Bởi vì tính bền vững cao không? Nó không bền vững nên dẫn đến một điều là gì đó rồi biết á. Để urani ở ngoài môi trường một thời gian nó sẽ tự động bị gì bạn? Bị rã ra. Ok rồi, bị rã ra rồi, đó là tính bền vững rồi. Hoặc là mình có một số chất, ví dụ như là lithium beri nè. Đây là những chất có số khối rất nhỏ. Và mốt mình sẽ học những phản ứng hạt nhân dẫn đến cái sự thay đổi hạt nhân vì tính bền vững yếu. Chúng ta gọi phản ứng này là phản ứng diệt hạch. Còn trên này là phản ứng phân hạch hoặc phóng xạ. Đúng rồi. Còn cái đống giữa có không? Không có gì hết.
Đúng rồi. Ok rồi. Chỉ đó là về năng lượng tích riêng thôi. Bài của mình xin đến đây là kết thúc mọi người. Đó lý thuyết của mình nguyên bài ngày này. Rồi bây giờ là bài tập mọi người. Oh yeah. Rồi bây giờ làm bài nha. Trước khi làm bài mình sửa đề vài câu xíu. Các bạn làm bài từ qua đi. Sửa đề vài câu. Mọi người mở mình ra câu số 10. Mười C cái giữa của hero, hero một cái thành ba một hero. Mười C cái giữa con mười C cái giữa hero đặt chữ E. Hero mười C. Rồi chưa? Rồi tiếp nha, sửa lời số 2. Câu số 16, câu 16. Câu 16 coi một U rồi, sửa lại với 2 U, 1 U bằng. Câu 16 á, 1 U bằng 9 mà 1 phẩy 5. Câu 15 thêm vô là carbon 6 12. Carbon 12 6. Rồi ok, giờ mình làm bài thử rồi làm. Chúng mình làm bài này lớp mình có anh Huy nữa nha mọi người. Các bạn có gì các bạn có thể hỏi anh Huy để các bạn thắc mắc gì mà gửi cứ hỏi ảnh thôi. Thắc mắc nhớ hỏi nha, tự làm thử. Mua hết cái bản.
sợ không, sợ không? Cộng trừ nhân chia thôi mà. Xe lại là ổn, hỏi gì, hỏi gì. Nó kể, kể nó, kể đi. Có bốn cho có người hero kể đó. Kể đó cho vui á. Là bình thường. À, thử có ba nha. Có ba bây giờ mình có cô ba đúng không? Là 60-27 nè. Nghĩa là cô ba mình nhìn thấy được là số Z là bao nhiêu? Là hai mấy vậy? 27 đúng không? Còn số nơi trong là bao nhiêu vậy? A trừ Z là bao nhiêu vậy? 60-27 được mấy vậy? 33 đúng không? Và dẫn đến đề bài hỏi độ một khối hạt nhân này tính theo đơn vị là U nha. Thì sẽ bằng là Z proton là 27 lần khối lượng proton không? Đúng không? Cộng khối lượng nơi trong là bao nhiêu hạt nhân trong đây? 33 lần MN chưa? Đúng rồi. A thì Z đó. Và trừ cho khối lượng của cô ba là bao nhiêu vậy? Trừ cho khối lượng cô ba. Rồi mình thay số vào rồi. 27 nha. Nhân cho khối lượng proton của mình là 1.00 7276. Các bạn phải có máy tính nha. Bởi vì này dễ lắm, sai lắm á. 33 nhân cho 1.008655 đúng không? 8665. Rồi, trừ khối lượng của cô ba của mình là nhiêu vậy? 59.934. Ok ha. Và tất cả những cái này mình đều tính theo gì hết ta? Theo U hết rồi, chưa rồi. Rồi, thì dẫn đến đáp án của mình là bao nhiêu ta? 0.548 U. Đó, xong cô ba. Con 40 làm tương tự như vậy luôn. Nhưng bấm máy tính thật kỹ, nó cho khối lượng nguyên tử zero để chui nhé. Kệ đi. Thiếu gì khối lượng nguyên tử? Bấm biết không? Rồi tông, nơi trong, thật lòng, nguyên tử. Rồi tông, nơi trong, tông. Bốn là nhôm, 27 bốn gì vậy? Bốn gì vậy? Bốn bề đúng không? Hai số bằng bốn bề, ok ha. Mùi kể cái gì rồi, nó cho dư đó mọi người. Ok, 0.23588 U. Rồi bây giờ câu 5. Năng hạt nhân càng bền vững khi có gì? Năm gì vậy? Năm gì? Bạn nào mà nói là năng lượng cách riêng càng lớn, năng lượng cách riêng, năng lượng cách lớn hay là sai? Năng lượng cách gì bạn? Riêng nha mọi người, 5D. Ok. Câu 6 mọi người, năng lượng cách riêng là năng lượng tính cho mấy nuôi không? 1 nuôi không thì 6 gì vậy? 6A. Đó rồi, ok rồi. Rồi câu thứ 7 mọi người. Hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau, nghĩa là delta MX bằng delta MY. Rồi, tuy nhiên người ta thấy rằng là số nucleon của X, AX lớn hơn A gì? AY. Bây giờ hãy xét tính bền vững. So bền vững là so cái gì biết không? Năng lượng gì các bạn? Liên kết riêng, ok ha, bằng năng lượng liên kết gì à? Mà năng lượng liên kết tại bằng gì nữa? Delta M nhân gì? Nhân sơ bền gì à? Rồi ok không? Vậy giờ suy đi. Tự giống nhau chưa? Rồi, mẫu nào càng lớn thì phân số càng gì? Càng bé. Vậy dẫn đến AX lớn hơn AY rồi, vậy dẫn đến năng lượng cách riêng của AX lớn hơn.
Elip nó sẽ như sao này, nhỏ hơn E với bạn E. E và thằng bình vững hơn đó là câu gì? Câu A. Rồi câu 8. Tử cho nhau. Số khối lớn bạn nào làm tới câu 9 rồi á, mình để ý xíu nha, đề bài cho mình một u á là 931 phải mấy, phải 5 mega ev trên 7 đúng không? Bạn nào có 9 rồi nha, chưa dưới điện tử thì đó là hoàn toàn suy được nè, một u nhân 7 bình phương đúng bằng 931,5. Đó, 7 bình nhân chiếu lên cái một u 7 bình. Rồi như làm câu số 8 9 dưới này. Dễ lắm, dễ lắm, dễ tính toán thế số luôn. Rồi câu 8 nè. Rồi bây giờ bạn này so về độ bền vững đúng không? Là so về cách riêng, độ bạn luôn là tỷ lệ năng lượng liên kết chỉ số khối. Bây giờ thứ tự là AZ, EZ là mùi năng lượng liên kết, EZ nhỏ hay S nhỏ hay E. Rồi có cái tỷ lệ này. Vậy bây giờ tính từng cái đi. Vậy giờ năng lượng EZ bằng gì? EZ bằng cái này. Delta EZ chia cho ai gì? AZ đúng không? Đó. Tương tự EX của mình sẽ là delta EX chia ai gì? AX. Nhưng mình biến đổi AX theo AZ được không? Được không? Được. X bằng mấy Z? Nửa Z rồi. Đồ bảo ok không? Vì mình thay X bằng nửa Z thì 11 phần 05 là được mấy? Một chi nữa là nhân mấy lên tinh tử nhân cho lên 2 lần delta ES chia AZ đúng không nhỉ? Mình được x bằng 0,5 lên đấy. Thì 1 chia 0,5 có được 2 phải không rồi? Đúng không? Rồi tiếp nha, về E thì sao? Nó cũng là delta E luôn đúng không? Chia AI rồi bằng delta AE, nhưng bây giờ chia AE nhìn đây ạ. À, AE là bằng bao nhiêu lần AZ? 2 AE bằng 0 AZ thì AE mới là AZ. Chia xuống là 0 phần mấy? 0,25. Đúng vậy? Đúng rồi. 2 AE bằng 0,5 AZ thì AE cũng phải bằng 0,25 AZ rồi. Mà 1 chia 0,25 là nhân mấy thì đây? Nhân 4 lần là 0,25 là 1/4 đó. Đúng rồi, ok ha. Rồi, chia AZ như vậy nè. Mình đi so sánh 3 nè. Nhưng 3 này cùng gì nè? Cùng mẫu, chỉ so sánh gì thôi. Cái tử không? Tử nào lớn nhất? Delta hay Y lớn nhất chưa? Mà 4 lần lên là lớn chà bá luôn hả mày? Ok ha, nó sẽ lớn hơn
và lớn hơn thằng gì? Này không? Vậy thằng lớn nhất nó kêu là giảm dần đúng không? Vậy lớn nhất là ai này? Lớn nhất là thằng gì? Thằng Y. Rồi tới thằng X. Rồi tới thằng Z. Đáp án mình là câu A. Đáp án câu chín mọi người nhớ không đề kỹ nha các bạn, không chủ đề nó kêu lần lượt thấy không, proton trong công ly ti thì lần lượt bên kia luôn, proton số nào, nơ trong ạt công và ly ti đó là khối lượng nó lần lượt nhau vậy. Bây giờ nó kêu tìm năng lượng liên kết riêng đúng không, thì phải tìm năng lượng liên kết gì vậy, gì vậy là thiếu hơn kéo nhau bao nhiêu, bài chính mình tính ạc đâu chứ ạc câu mấy proton vậy, mấy proton 18 ok nhẹ 18 lần khối lượng proton mấy nơ trong 40 trừ 18 được bao nhiêu các bạn? 22 đúng không ạ? Ok nè, 22 lần mền ở trong và trừ cho khối lượng của ạch gòn. Rồi tất cả nhân C gì? C bình. Rồi tính cho mình cái mẫu, cái bên trong mặt chứ đi mọi người. Bên trong mặt tính theo đơn vị là U nha mọi người. Tính thử trước. Nhân đúng vô tí nha, nhân cũng đúng xíu. Không phẩy 3675 năm đã ra đúng rồi, không nhớ thì báo cáo cứ số lạ lắm đúng không, phớt 3703 đúng không, đúng. Ủa đó gì? Ba đáng luôn rồi. Tức từng cái đi. Chuyên phân tích. Ôm lại. Đúng rồi. Không ba đúng không? Chưa nhớ rồi. Số là đảo. Đúng giờ không ba đúng không? Ờ, khối 3703, 3703. Nhưng đơn vị ở đây là gì? Là gì bạn là? U. Ok không? Nhớ nhau rồi, tới U mà. Nhưng ở đằng sau mình cũng phải nhân gì nữa? Nhân cho C với bạn C bình. Vậy dẫn đến một điều mình mới nói xong, một U bằng 9.5 mega cho đồng C bình đúng không? Mình nhân chéo C lên mình có được là U C bình bằng 9.5. Vậy dẫn đến đây một lần cái chỗ nào mà là U C bình đó thì mình làm một việc làm thay thành gì bạn? 9.31 phải không? Vậy nào. Được chưa? Ok rồi. Rồi bằng đi ạ. Nhiều nhân vô yên nhiên ba bốn bốn ba bốn bốn phẩy
3 4 4 7 9 3 4 4 5. Mega em nè, đúng không? Vậy từ đây mình ra được là năng lượng liên kết riêng của hạt cơm là gì? Rồi mình lấy con số đó mình chia cho số gì vậy? Số khối nào vậy? Số của hạt cơm là 40. 8.623. Rồi đó, hạt cơm rồi. Rồi tự tính mình coi là li ti 63 hay sao. Hạt nhân 3 li ti, mình bỏ số 3 thì người li ti ấy, 3 cái li ti đâu, 1 cái li ti nè. Li ti 63. Rồi, tự tính đi. Tưởng như nó quen. Mega mẫu 6. Đi đây đến được chưa? Ra đi tìm chưa? Ly tìm là nhiêu vậy? Mấy vậy? 5,2. 5,2 đúng không? Đúng không? Bài bấm, chỉ bấm là được 5,2 rồi. Đúng không? Ly tìm là 5,2. Vậy ai lớn hơn? Không, lớn hơn tiền một lượng là trừ ra là 3,4 mấy? 42, thấy mình là con gì? Ui. Đúng rồi, ăn công lớn hơn 3,42. 9 xong rồi 10. Đó, chưa được. Nhớ là bóng thì nó quen. Thank you.
sườn và đồ hay nguyên cái đống sườn đó bằng chính một trong luôn rồi mọi người coi lại lần nữa nè các bạn, do nhiều bạn vẫn làm một việc đó là bạn nhân sơ bình. Mình nói lại nha, mình không nhân sơ bình vì sao vậy? Mình đã gộp luôn cái đống u nhân sơ bình bằng gì rồi? Chính bằng cái nào giờ? Mình tính khúc trước này riêng ra theo u thì nguyên cái đống u sơ bình này nó đã là 9 bằng 1,5 rồi, vậy mình đừng nhân 3 nhân mũ 8 bình phương chi cho số bự ra đúng không ạ? Bởi vì nguyên cái đống u sơ bình nó đã bao gồm cả thằng sơ bình rồi đúng không ạ? Mình thay vào chính bằng 1,5 rồi. Ok rồi, làm tiếp mình câu số 10 thì ngồi bạn nào bấm chưa được mình nói liền nha mọi người, phút này á chỉ quan trọng là chỗ bấm tính thôi ha. Rồi câu 10. Câu 10 gì đây? 10C. 10 gì vậy? 10C, mình lấy năng lượng liên kết mình làm cái gì? Chia số khối thôi đúng không? Chia 3 thằng thì 10 đoán mình là câu gì vậy? Câu C, cái thằng nào mà giảm dần rồi bình vững rồi 10C, ok. 10C. Rồi 11 gì vậy? Hạt bình vững nhất đó là gì? FE, để cho coi rồi. Câu 12, câu nào sau đây là không đúng? Câu D, đúng không? Lực hạt nhân có phải lực tĩnh điện không? Không, nó khác bản chất. 12D. 13, năng lượng liên kết là gì? Câu các bạn là câu gì vậy? Câu B đúng rồi, được tỏa ra khi chúng nó liên kết với nhau hạt nhân. Ok, 13 mình chọn câu câu B. 14. Năng lượng gì vậy? Nhiều bạn chọn D không đúng nha, mình không có phá banh proton được. Ở đây mình chỉ cần phá thành các gì bạn? Nucleon riêng lẻ thôi. 14 mình chọn là câu câu C. À, câu sai là oh my god, câu CD. Rồi bây giờ câu 15. Năng lượng tối thiểu để cách ra thì nó năng lượng liên kết gì luôn? Liên kết riêng đúng không? Cái liên kết thường riêng là liên kết thường. Đó là một u. Đây là carbon 6, 12. Là 15 sao là 16. Thank you.
16, 10 tính ra được bao nhiêu? À 10, 15 chứ. Thế vô hình như mua xe bệnh thôi mà đúng không? Đi làm gì? Có một ô nha, mình sửa lại một ô rồi. Sáu giảm mười giảm tám, sáu nhân một phẩy không không hai tám, sáu nhân một phẩy không không hai tám, đúng rồi. Tính mình chơi lên bao nhiêu u vậy, bây giờ đây nó mờ ha, hồn khối đúng không, lại nhiêu nhiêu u vậy mọi người. Bài này không nhân 931.5 được nha, vì sao để nó cao không tính cụ thể. Rồi tính cho mình bao nhiêu người, bao nhiêu cái này, tính cho mình bao nhiêu chứ. Không phải gì? Không phải 09 hả? Có không không? Có 09 không? 0.09552 đâu. 0.09557. Tính lại. 0.0957. Ok rồi, đơn vị là U. Và bài này là nghe nè, nghe là nghe vậy thì năng lượng liên kết của mình đúng không, bằng delta m nhân seven là bằng 0.0957 u seven. Bài này không nhân 931.5 được, vì sao nó không chờ gì mới làm gì, nhân từ từ khối lượng của u là nhiêu vậy, sau 1.6658 đúng không, rồi nhân vô 0.0957 nhân cho 1.66058 nhân 10 mũ trừ 27 nhân cho C là 3 nhân 10 mũ 8 tất cả bình phương, số giả lửa luôn. Học thử đúng không, đúng rồi, đúng không, ok rồi. Bây giờ coi mọi người tiếp, bây giờ coi nha, bây giờ đơn vị của mình không phải là chun, đơn vị mình là gì, mega electron gì vô lần mà coi nha, đề bài cho mình gì, một electron volt bằng bao nhiêu? 1.6 nhân 10 mũ trừ 10 mấy? 19 đúng không? Đúng không? Vậy mọi người biết mega là lên nhiêu không? Nhân 1 với bạn? 1 triệu. Nghĩa là 1.6 nhân 10 mũ trừ 10 mấy? 13. Đúng không? Vậy bây giờ coi nè, bài này muốn đổ ra mega thì làm gì? Đây là xui đúng không? Muốn đổi mega rất đơn giản, lấy này làm cái bạn chia cho 1.6 nhân trừ 3 đúng không, lấy số tính nè, chia cho 1.6 nhân mũ trừ 3 các bạn ra được nhiều 89.4 mega em ơi. Xong cái này làm luôn câu 17 rồi, 16 về làm tiếp.
Không, là 17 với mình đi, 17, 17 chứ. 17, 17, 17, 17. Rồi, 17 mọi người. Năng lượng tỏa ra khi có một gam, một nguyên tử đúng không? Năng lượng tỏa ra chính là năng lượng gì vậy mọi người? Năng lượng tỏa ra khi liên kết chính là năng lượng gì các bạn? Liên liên kết là delta V nhân gì các bạn? Nhân C gì? C bình. Nhưng bây giờ nó có tận một gam, một nguyên tử nha, thì tỏa ra được một năng liên kết. Vậy trong một gam này có bao nhiêu nguyên tử mà biết không? Biết không? Biết không? Chưa biết. Vậy phải làm gì biết? Tính gì bạn? Tính gì chứ? Tính số mol. Đúng không ạ? Ok không? Bây giờ mình có số avogadro là gì mọi người ơi? Một mol chất đó mọi người ơi. Ok các bạn. Thì nó sẽ tồn tại bao nhiêu vậy? 6,02 nhân 10^23 vậy các bạn. Nguyên tử không? Bây giờ mình sẽ có 1 gram heli. Vậy mình sẽ có bao nhiêu mol heli các bạn? 1 phần mấy? Phần 4 mọi người. Số khối của heli là 4. Được rồi. Nó là 0,2 mấy? 25. Vậy là dẫn đến số lượng nguyên tử heli mình có được là bao nhiêu? Dân chiếu thì nghe 1,505 nhân 10^23. Rồi, thì đây là mình có tổng số lượng heli. Phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy dẫn đến tổng năng lượng tỏa ra của mình á là lấy số lượng heli nhân năng lượng ly liên kết. Lấy số lượng heli nhân cho liên kết là delta m nhân c c vậy. Đơn vị là joule nha, nên mình phải đổi cái lẽ trong vô ra joule rồi. Rồi. N heli là 1,505 nhân 10^23. Delta M là 0,0304 nhân cho UC. Dừng thay vào ha, 1,505 nhân 10^23 nhân 0,0304 và UC mình đổi thành gì? Đổi thành gì? 931,5. Nhưng đơn vị ở đây nó vẫn là MKV. Đáp án là gì vậy? Ờ, chứ là 1 không nào. Chính là 1 thôi. Nhưng mà đáp án của mình lại đơn vị lại là gì? Lại là joule, nên mọi người chính là 1 xong mọi người tìm lại không? Không, đổi luôn ra joule được cái. Là nhân thứ mấy nè? 1,6 nhân 10^4 trừ 13. Rồi, bấm hết như vậy là gì? Đúng không? Và lẽ kia là trong 4 ga, trên 1 gam heli thì có bao nhiêu nguyên tử trong tổng thì phải tìm được số mol nguyên tử không? Đúng không? Đúng rồi. Có số mol được thì được số nguyên tử. Thì 1 nguyên tử á, là 1 năng lượng liên kết. Thì N nguyên tử là N năng lượng liên kết chưa? Rồi. Phải mình đổi đơn vị á. Như ngũ 23 ấy, cho 13, 23, 23, 23 cho nó đang xài, không đi xài, 14, 23. Số avogadro là 14, 23. Nhân bao nhiêu vậy? 68, 40. Đó. Đúng rồi, 68 nhân ngũ 10 đúng không? Cái bán của mình đó là to hơn, C. Sửa miếng hết.